Nhưng ít nhiều gì chúng ta thấy là những cái tin tức này cũng khiến cho nhiều người lo ngại và rút tiền ra khỏi sàn. Chi tiết hơn đó là chúng ta thấy là Condes đã chia sẻ là từ cái thời điểm mà có những vụ kiện này đó trong cái thời gian từ thứ hai đến thứ năm của tuần này đã có tổng cộng là 4 tỷ đô la đã rời khỏi sàn Binance. Binance.us và sàn Coinbase Chi tiết hơn đó là họ đã thấy tổng cộng là 3,1 tỷ đô la Ethereum rời khỏi và 864 triệu đô la BTC rời khỏi cái số lượng BTC rời khỏi ít hơn nhiều so với Ethereum à, Và chúng ta nhìn vào tài liệu on-chain để thấy được gì Thì chúng ta đã thấy là nhìn chung tới các sàn đã, thì BTC vẫn mất đi theo thời gian Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào sàn Binance đó, thì chúng ta thấy được là khi zoom vào Thì đương nhiên mấy ngày qua chúng ta đã thấy là có cái số lượng BTC rời khỏi Cho nên cái đường màu xanh này đại diện cho số lượng BTC trên sàn đã, đã giảm xuống Nhưng mà tốc độ đó cũng đã coi như chậm lại rồi các bạn từ ngày 7 cho tới bây giờ đó thì tốc độ đó đã không còn như những ngày trước đó nữa Nhưng mà khi các bạn zoom ra đó thì các bạn mới thấy được là tuy là như vậy nhưng mà cái số lượng BDC trên sàn Binance thì vẫn còn rất là nhiều và đương nhiên chúng ta không có địa chỉ ví của Binance USA đây và cũng không có Coinbase nên thường không có xem được Còn về Ethereum thì sao các bạn? Về Ethereum thì chúng ta cũng thấy tương tự như là BTC Cái số lượng Ether rời khỏi đó thì mất đi theo thời gian Đây là điều đã có trong vòng mấy năm qua rồi các bạn, không phải là mới đây đâu Và đây là tất cả các sàn khi mà chúng ta zoom vào sàn Binance đó, nói riêng thì chúng ta cũng thấy tương tự là cái số lượng ether đã rời khỏi sàn Binance Với tốc độ nhanh hơn từ ngày 3 cho đến bây giờ Sau khi mà có cái vụ kiện nhưng mà khi zoom ra đó Thì chúng ta thấy được là cái số lượng ether thì nó cũng Cỡ như hồi tháng 3 hay là cỡ như là hồi tháng 12 Mà thôi cũng không phải là mất đi nhiều lắm Nhưng mà khi chuyển qua để mà chúng ta xem cái tài liệu này Ở trên sàn Binance US cho Ethereum Thì cái tốc độ ETH rời khỏi sàn Binance US thì nó nhanh hơn rất nhiều các bạn ở trên crypto coin thì đang gặp một cái lỗi liên quan tới đồng bộ hóa ví của Binance US cho nên con số này nó không có chính xác rồi các bạn. Tại vì con số này nó để là bây giờ sàn Binance US âm tới 3.364 ether. Đây là cái sàn Binance Hoa Kỳ nhưng mà con số này không đúng. À, cũng đã có một bạn nhắn thân thuận là Spot on Chain thì cũng đã nói là dựa theo những ví mà chúng ta biết thuộc về Binance US thì sàn Binance US bây giờ còn khoảng 77.000 Ethereum khoảng chừng là 142.000 cái mà tôi muốn chia sẻ đây với các bạn đó là về Coinbase thì chúng ta không có xem được nhiều thông tin nhưng mà về sàn Binance thì chúng ta có thể xem tài liệu đến từ crypto coin các bạn chúng ta có thể nhìn vào Binance nói riêng và chúng ta nhìn vào BTC đó thì khi chúng ta so sánh với những cái sự kiện lớn trước đây giống như là cái sự kiện hồi tháng 11, 12 của năm ngoái các bạn đây là cái thời điểm mà chúng ta có sự kiện liên quan tới FTX và chúng ta thấy được là so với là thời điểm bây giờ thì cái số lượng BDC rời khỏi đó tuy là nhiều hơn trung bình nhưng mà không có thể so sánh được so với tháng 11, tháng 12 của năm ngoái. Một phần này tôi nghĩ là những người nào mà lo lắng và muốn tự dự crypto thì trong vòng 6 tháng qua họ đã làm rồi. Và những người nào mà theo dõi kênh thường xuyên thì cũng đã biết là thủ nhắc nhở hàng ngày cũng như là mỗi hai tuần thu nhắc nhở nhiều hơn là các bạn nên tự tìm hiểu cách để mà tự dự crypto của mình chúng ta không nên à, dựa vào bất cứ một đơn vị thứ ba nào phân bổ vốn rất là quan trọng mà ngay cả chúng ta nói tới ví cứng và ví lạnh chúng ta cũng đã biết là gần đây có những sự kiện như là liên quan tới À, ledger cuối cùng họ cũng đã không có triển khai cái kế hoạch recovery Nhưng mà cũng làm cho nhiều người à, lo lắng Cho nên đã dẫn đến là chúng ta thấy là nên lưu trữ crypto trong nhiều ví khác nhau Nhưng mà đương nhiên chúng ta không thể dựa vào những sàn giao dịch được các bạn Họ là những sàn giao dịch chứ không có phải là những sàn lưu trữ Chúng ta chỉ nên có, có số tiền cần thiết để mà giao dịch mà thôi à, Cho nên à, những bạn nào mà theo dõi kênh thì cũng đã biết quan điểm của kênh rồi Chúng ta sẽ nói tới một thông tin khác nữa À, tòa án của New York và Cali đó thì họ đã mở niêm phong nhiều khi chúng ta nhìn thông tin này đó thì cảm thấy đây là cái thông tin mới thì đúng là thông tin này được chia sẻ ngày hôm nay nhưng mà cái tài liệu này đó đã có trước đây rồi chỉ là trước đây bị niêm phong bây giờ họ mở niêm phong à, để cho mọi người biết là tòa án New York và Cali đang buộc tội hai công nhân Nga với tội danh là âm mưu rửa khoảng 647.000 BTC từ vụ hát của Malgox vận hành sang BTCE từ năm 2011 đến năm 2017 và họ đã vận hành sàn này một cách không giấy phép và đã thực hiện âm mưu rửa tiền trong thời gian vận hành sàn thì cái điều mà nhiều người lo lắng đây chính là mọi người nhìn vào con số 647 BTC này à, thì mọi người hỏi là có phải chính phủ Hoa Kỳ chuẩn bị bán số này hay là đang tịch thu số này không thì không phải đâu các bạn đây là cái số tiền mà bị buộc tội là rửa mà thôi chứ không phải là cái số tiền bị tịch thu Chính phủ Hoa Kỳ đã tịch thu cái số tiền liên quan tới vụ hát này và những cái vụ hát khác các bạn Và bây giờ đó chính phủ Hoa Kỳ đang lưu trữ À, hiện bây giờ dựa theo classno đó là khoảng 205.514 BTC à, những mà nào mà thích xem tài liệu on chain đó thì bên dưới video có link uh, liên quan tới ClassNode và crypto khoan các bạn có thể tìm hiểu để có thể tự xem tài liệu và phân tích cho bản thân của mình thì các bạn có biết là con số này đã được lưu trữ bởi chính phủ Hoa Kỳ đã khiến cho chính phủ Hoa Kỳ trở thành holder của BTC lớn thứ sáu trên thế giới các bạn chỉ đứng sau lưng Satoshi Grayscale, Binance, Coinbase, Bitfinex Rồi thứ sáu đó chính là chính phủ Hoa Kỳ các bạn Người lưu trữ crypto lớn nhất thứ sáu thế giới hiện bây giờ Khá là thú vị Thì đương nhiên những cái thông tin trong tuần này đã khiến cho nhiều bạn lo lắng, mệt mỏi Có nhiều bạn hỏi thường là thường có cảm thấy mệt mỏi hay là không Thì không rồi các bạn, thường vẫn đang rất là gần và Thuần vẫn đang rất là khỏe <laughs> Nhưng mà chúng ta nên hiểu những gì xảy ra bây giờ đó tuy là chúng ta theo dõi update hàng ngày thì khiến cho các bạn cảm thấy là mọi thứ đang rất là tồi tệ Thì về một phương diện nào đó liên quan tới là tương lai của những altcoin ở Hoa Kỳ, liên quan tới tương lai của Coinbase, ở Binance US Thì nó đương nhiên là không phải tích cực rồi các bạn, đây là những thông tin rất là xấu cho những cái sàn đó và những cái dự án mà chúng ta vừa nói tới nhưng mà khi các bạn nhìn xa ra đó thì đừng nói tới là Binance US hay là Coinbase có thể thắng kiện được chứ nói tới là SEC đã đạt được những gì mình muốn đã thành công để mà đẩy lùi được Binance US đẩy lùi được uh, Coinbase và thành công loại bỏ nhiều altcoin không cho giao dịch ở Hoa Kỳ thì sao các bạn chúng ta nên biết đó là rất nhiều đồng không được nêu tên bởi SEC và chúng ta cũng đã biết là ít ra đó chúng ta có BDC và Ethereum thì cho tới bây giờ đó SEC vẫn không có đụng tới thì nếu như mà chúng ta thấy à, những cái dự án này thật sự là bị liệt vào chứng khoán hai sàn này phải delist nhưng đồng đó và thậm chí BNUS à, phải rút ra khỏi Hoa Kỳ thì sao các bạn thì chúng ta sẽ còn những sàn khác. Chúng ta vẫn còn những đồng mà được liệt vào là hàng hóa như là BTC, Ether và những đồng khác nữa các bạn. Thường không có thấy lý do gì mà SEC có thể nói là Dogecoin hay là Litecoin hay những đồng còn lại đó là những chứng khoán các bạn. Nó rất là khác với là những đồng mà chúng ta nói tới mới đây. Nhu cầu đầu tư crypto vẫn còn ở đó. Người dân Hoa Kỳ vẫn có nhu cầu đầu tư crypto. Những sàn mới sẽ xuất hiện. Rồi chúng ta thấy được là mọi người lại dồn vào để tiếp tục đầu tư BTC. Những năm còn lại, crypto vẫn sẽ tiến tới và thậm chí lúc đó đó mọi người lại an tâm hơn khi mà đã không còn cái lo lắng liên quan tới pháp lý nữa. Những đồng này là những đồng mà đã được liệt vào là hàng hóa, được quản lý bởi CFTC. Đó là cái tương lai mà thường nhìn thấy. Cho nên khi chúng ta nhìn ngắn hạn đó, thì cảm thấy là mọi thứ đang sụp đổ nhưng mà zoom ra các bạn mới thấy được cái quãng đường của BTC đã đi như thế nào, các bạn và những bên nào mà theo dõi kênh hay là tham gia thị trường này bao nhiêu năm qua thì cũng đã biết là thị trường này đã không có ngày nào gọi là yên ổn hết các bạn. Điều này là điều rất bình thường. Đây là những cái điều chúng ta cần phải trải qua để có thể có được lợi nhuận các bạn. Và đây là một cái mảng đầu tư rất là mới cũng giống như là những cái thời kỳ đầu tiên của internet các bạn có rất nhiều những sóng gió thời kỳ đó. Nhưng mà mọi thứ đều đâu vào đó các bạn và internet cuối cùng thật sự là tương lai chúng ta đã có những công ty đồ sộ mang đến cực kỳ nhiều lợi ích cho rất nhiều người mà đã tin tưởng và đầu tư từ bao nhiêu năm qua và chúng ta nhìn thấy được là BTC thì cũng đã trải qua rất nhiều thời điểm rồi và chúng ta thấy được là những gì đang xảy ra bây giờ đó chỉ là một phần nhỏ của những gì mà BTC đã từng trải qua đã có nhiều thứ nó còn mạnh hơn bây giờ nữa các bạn trước đây đó thì những năm như là 2013, 2014 thì thường chưa có tham gia các bạn nhưng mà chúng ta đã biết lúc đó sàn Maogos đã phá sản và sàn Maogos là sàn lớn nhất trên thế giới lúc đó các bạn có thể nói là còn lớn hơn cả Binance bây giờ nữa thì sàn Maogos lúc đó là sàn hầu như duy nhất mọi người giao dịch BTC hầu như 80% Thông qua sàn này khi mà sàn này sụp thì ai cũng nghĩ là BTC đã coi như xong rồi nhưng mà cuối cùng là sao các bạn cuối cùng giá vẫn tiếp tục tăng lúc đó giá BTC có vài trăm đô mà thôi Rồi chúng ta thấy được là có những sự kiện như là BTC bị tách ra thành Bitcoin, Bitcoin Cash năm 2017 về cái uh, cuộc chiến giữa cộng đồng của BTC Lúc đó rất nhiều người lo lắng các bạn và Thùng đã chia sẻ rất nhiều thông tin bây giờ đó nhìn lại thì nó giống như là 6 năm rồi nhưng mà nó giống như ngày hôm qua đó với thuần vậy đó các bạn à, và chúng ta đã thấy là thời điểm đó còn mệt mỏi hơn bây giờ biết là bao nhiêu chúng ta cũng đã nhớ là hồi tháng 9 năm 2017 lúc đó là cái thời điểm mà Trung Quốc ra lệnh là cấm không cho giao dịch crypto các bạn chúng ta cũng đã trải qua thời điểm đó rồi à, chúng ta cũng đã trải qua cái thời điểm mà ICO bị đàn áp chúng ta đã trải qua thời điểm là nhiều sàn bị hát liên tục năm 2018-19 thời gian ảm đạm đó chúng ta cũng đã trải qua rất là nhiều chỉ tính từ năm ngoái tới bây giờ thôi đã trải qua những sự kiện như là chúng ta thấy là Luna UST sụp đổ, chúng ta nói tới 3AC Celsius, grayscale uh, gặp vấn đề, chúng ta nói tới Tesla mua BTC rồi bán hầu như hết tất cả BTC. Uh, chúng ta cũng thấy cái uh, sự kiện liên quan tới FTX Alameda. Trong tất cả những sự kiện này, trong cái thời điểm mà chúng ta đang đối đầu đó thì nó giống như là cái sự tồi tệ nhất trong thị trường này đã xảy ra nhưng mà chúng ta đã vượt qua bây giờ cũng như vậy các bạn chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua thời điểm này be strong my friend cũng như là thuận thường hay chia sẻ với các bạn thuận capital và ở đây bao nhiêu năm qua thuận chưa bao giờ bỏ các bạn chỉ có các bạn bỏ thuận mà thôi rồi chúng ta có một số những thông tin ở bậc khác tôi muốn chia sẻ với các bạn Trong đó chúng ta có Crypto.com à, sang Sàn này đó thì vẫn chưa bị SEC kiện nhưng mà nhiều người nghĩ là đây là một sàn lớn và có khả năng là trong tầm nhắm của SEC Nhưng mà Crypto.com ngày hôm nay đó thì đưa ra một quyết định là họ đã ngưng cung cấp dịch vụ crypto cho những cái tổ chức đầu tư Thì mới nghe qua đó nhiều người nghĩ là đây là liên quan tới gì của SEC Nhưng mà đọc kỹ hơn đó thì à, Crypto.com nói là hiện bây giờ đây, thị trường nó không được sôi động và không có nhiều nhu cầu đến từ những tổ chức đầu tư Và phần lớn những tổ chức đầu tư đó là đến từ Hoa Kỳ thì bây giờ họ muốn ngưng không tiếp tục đầu tư thêm nữa để chờ xem tình hình pháp lý như thế nào thì bây giờ họ đã quyết định là sẽ ngưng cung cấp dịch vụ đó tại vì không có nhu cầu và đây cũng là điều mà được chia sẻ bởi Maynoras cho nên thông tin đó là sự thật các bạn tại vì Maynoras là cái công ty đầu tư mà họ cung cấp dịch vụ cho những cái tổ chức đầu tư khác để mà thu mua crypto thì Maynoras cũng đã chia sẻ là bây giờ đó hầu như là không có nhiều nhu cầu à, ông ta nghĩ là trong năm nay sẽ có rất nhiều những cái tổ chức đầu tư sẽ thu mua crypto tại vì giá đang rất là tốt nhưng mà kết quả là hầu như không có mấy người thu mua một phần là tại vì mọi người chờ cái sóng gió liên quan tới pháp lý trôi qua rồi họ ta thấy mọi thứ rõ ràng hơn thì họ mới đầu tư chứ không phải là bây giờ bây giờ phần lớn đó thì may nói là có rất là nhiều những nhà đầu tư thông thường thu mua và chúng ta có thể nhìn thấy cái cập nhật mới nhất từ classno đó thì chúng ta thấy được là bây giờ phần lớn đó những người thu mua chúng ta vẫn thấy là cái nhóm người mà có hơn 10.000 BDC những con cá voi lớn các bạn nhưng mà một điều chúng ta đã thấy gần đây đó là cái màu này đã chuyển xanh đậm hơn có nghĩa là chúng ta thấy là cái số lượng mua cũng đã giảm xuống một chút À, chúng ta thấy là phần dưới này, đó, những cái nhóm khác à, cũng vẫn có dấu hiệu bán các bạn. Những nhóm mà có dưới 10.000 BTC à, vẫn đang có dấu hiệu bán. Thu mua bây giờ vẫn là những cá vôi. Nhưng mà dựa theo những gì được chia sẻ bởi Mindoverwrap và giữa Crypto.com thì những cá vôi này trên căn bản là những người bình thường chứ không có phải là những tổ chức đầu tư. Rồi chúng ta có cái thông tin à, cũng... À, mang tính chất lạc quan các bạn không phải thông tin nào cũng bi hoang đâu chúng ta có Sbier Bank thì SBA Bank là một ngân hàng lớn nhất ở nga các bạn và ngân hàng này họ đã chuẩn bị cung cấp dịch vụ giao dịch crypto cho khách hàng của mình bắt đầu từ tháng 6 như là tháng này các bạn các bạn thấy là một nơi đang đà crypto, nơi khác lại sẽ mở tay để mà chào đón. Và chúng ta cũng đừng quên là Hồng Kông vẫn đang diễn ra hiện tại. Chúng ta sắp sửa có những sàn được chính thức cung cấp giấy phép hoạt động. Và lúc đó chúng ta mới thấy là cái sự sôi động đến từ Hồng Kông. Và chúng ta cũng đã thấy được À, có thêm cái thông tin đến từ vương quốc anh thì bây giờ nước anh á, họ trước đây đã nói là họ muốn quản lý crypto như là cái à, tài sản liên quan đến tài chính nhưng mà bây giờ lại có một quan điểm là nên quản lý crypto như là à, một cái à, loại cờ bạc các bạn thì về cái phương diện thuế đó ở nước anh theo được hiểu là nếu các bạn cờ bạc thì sẽ không có cần phải đóng thuế nếu như mà các bạn có lời thì nếu như là như vậy đó à, thì ở nước anh liệt crypto và cờ bạc thì nó sẽ tốt hơn các bạn tại vì khi các bạn có lời không cần phải đóng thuế nhưng mà bây giờ đây chỉ là những cái bàn luận mà thôi tới bây giờ đó chính thức thì nước anh vẫn muốn liệt crypto trở thành một cái tài sản trong thị trường tài chính thì nước anh khác với lại phần lớn của châu âu các bạn châu âu đó thì họ đã sắp sửa áp dụng cái luật liên quan tới MiCA, cái luật uh, về crypto, chúng ta đã nói tới rất nhiều trên kênh này rồi. Coi như Châu Âu đã là cái khu vực lớn nhất đã có một cái uh, sự đồng thuận liên quan tới crypto cần phải quản lý như thế nào. Rồi chúng ta cũng có một thông tin được chia sẻ liên quan tới Prime Trust, các bạn. Prime Trust là một cái công ty uh, lưu trữ tiền cho khách hàng đó uh, và có nhiều tin đồn là Prime Trust đã sắp sửa bị phá sản à, dẫn đến là nhiều người rất là lo lắng. Thật không biết là ai đang sử dụng Prime Trust hiện bây giờ. Thôi thì không có sử dụng mà tôi nghĩ là nhiều bạn cũng không có sử dụng đâu. Nhưng mà nếu như mà các bạn à, đang có tiền trong Prime Trust thì cũng nên nghĩ đến việc rút về. Tại vì Prime Trust có phải cái vấn đề không chúng ta không biết nhưng mà chúng ta đã có một cái thông tin là BitGo đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để thu mua Prime Trust. Tuy nhiên thỏa thuận này là sơ bộ mà thôi. Các bạn đã biết là những thỏa thuận này đã có thể là thay đổi và thậm chí nguyên bất cứ lúc nào cho nên nó cũng không chắc chắn đâu nhưng mà công ty BitGo này nếu như thành công thì sẽ thu mua lại Prime Trust BitGo cũng là một công ty lưu khí crypto lưu trữ dùm cho khách hàng và chúng ta cũng có một cập nhật liên quan tới Dogecoin các bạn thì dựa theo cái tài liệu được chia sẻ à, từ công tố viên Hàn Quốc đó, thì cho thấy là từ khi mà bị bắt ở Montenegro cho tới bây giờ thì có dấu hiệu on-chain là Dogecoin đã lấy đi tổng cộng là 29 triệu đô la crypto và số tiền này là đến từ cái ví của Luna Foundation các bạn. Và đây là con số khác so với lại cái con số mà người ta nghĩ Dogecoin đang giữ, có nghĩa là khoảng 10.000 BTC mà được nói đến mình chính phủ Hoa Kỳ. Thêm vào đó đó là có nhiều tin đồn là Dogecoin có khoảng 13 triệu đô la ở một ngân hàng Thụy Sĩ có tên là Signum Bank. Nói chung thì chúng ta đã thấy là Dogecoin còn rất là nhiều tiền nhưng mà từ khi mà bị bắt ở Montenegro tới bây giờ đã không biết tại sao mà Dogecoin vẫn có thể rút được tiền như thế này và chúng ta đã nhớ là mới đầu đó thì do con đã được uh, cho phép tại ngoại được giam lỏng ở trong uh, cái chung cư ở montenegro rồi sau đó, đó thì nói là không như tại ngoại nữa bắt chơi về rồi sau đó chúng ta đã thấy thông tin mới nhất ngày hôm qua là được tại ngoại nữa không biết là khi nào thì do con mới được dẫn độ về hàn quốc nhưng mà dựa theo như chúng ta nhận được đó, thì do con sẽ về hàn quốc chịu tội rồi sau đó qua Hoa Kỳ à, xử tội thêm một lần nữa các bạn không biết là con nếu là như vậy đó, thì sẽ bị tù bao nhiêu năm nếu như mà tội về thành lập rồi về tình hình tài chính nói chung đó thì hôm nay chúng ta đã có một màu xanh nhẹ xuất hiện trên thị trường tài chính các bạn chúng ta thấy là cả ba chỉ số chứng Hoa Kỳ thì tăng 0.1% sau khi đã tăng rất nhiều ngày hôm qua. Chúng ta nhìn thấy được là về hợp đồng vàng thì cũng như vậy 1975 đô cho một ounce vàng. Còn về hợp đồng dầu đó thì tiếp tục giảm các bạn giảm 1.32% mức là 70 đô cho một thùng dầu. Và cuối cùng thì những bạn nào mà đầu tư vào cổ phiếu Tesla giống như thường đó thì ít nhiều gì chúng ta cũng có được một cái sự vui vẻ một chút tại vì crypto thì trong tuần này nó khá là ảm đạm nhưng mà cổ phiếu Tesla thì lại tăng rất nhiều các bạn. Chi tiết hơn đó là các bạn có biết là từ tháng 4, ngày 25 tháng 4 tới bây giờ đó khi mà cổ phiếu Tesla lúc đó là chỉ có 153 đô mà tới bây giờ đã tăng 244 đô rồi các bạn đã lên tới cái mức này rồi và đã tăng thêm 4% ngày hôm nay nữa đã tăng mấy ngày liên tục rồi và tại sao các bạn tại vì chúng ta lại nhận được thông tin đó, là hai cái hãng xe lớn của Hoa Kỳ chính là hãng xe Ford và GM hai hãng xe này đó là sẽ sử dụng chạm chặt điện của Tesla và đương nhiên họ phải trả tiền để mà sử dụng rồi các bạn và thêm vào đó đến năm 2025 nữa, thì những cái xe của Ford và GM mà sử dụng điện thì những cái xe này họ sẽ thay đổi cái công nghệ pin của họ để có thể chạc được trực tiếp từ những cái chạm chặt xe của Tesla. Điều này là điều mà Elon Musk cũng đã chia sẻ nhiều năm trước các bạn lúc đó thì mọi người vẫn có một cái sự nghi ngờ à, tại vì à, lúc đó Elon Musk nói là thu nhập của Tesla sau này sẽ là một phần à, là cung cấp dịch vụ và công nghệ cho những cái công ty xe khác tại vì họ đã làm xe điện rất là nhiều năm rồi các bạn cho nên à, họ đã có nhiều cái lợi thế nhất là chạm chặt xe của Tesla thì đầy hết tướng Mỹ thì đương nhiên họ có thể kiếm tiền từ việc là cho phép những hãng khác sử dụng và đương nhiên công nghệ pin và công nghệ sạc điện của Tesla cũng có thể à, bán bản quyền cho những công ty khác sử dụng và họ thu tiền bản quyền à, và điều đó đã từ từ trở nên sự thật rồi và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong một video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital thì có thể tìm hiểu một cách ta bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinEx, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn Và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn Nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital Thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn Để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà con thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short